Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music. Trong thời điểm hiện nay, đa số các mẫu piano điện đều có giá rất cao so với thu nhập của những người mới chơi đàn. Hiểu được hoàn cảnh đấy của quý khách hàng, Codman đã ra mắt đến người tiêu dùng mẫu piano điện giá phải chăng trong tầm chưa đến 20 triệu. Mẫu K700 này nhắm đến đối tượng khách hàng ưa thích những mẫu đàn cá tính, ít đụng hàng và đặc biệt phải mang vẻ đẹp hiện đại như chính nơi nó ra đời tại Anh Quốc. Anh em viewer hãy cùng mình theo dõi hành trình giao chiếc đàn K700 đến nhà cậu bé có khiếu âm nhạc tại Gò Vấp, đồng thời cùng nhau điểm qua những tính năng siêu hot được trang bị trên đàn nhé. Nào, cùng hòa mình vào dòng người tấp nập buổi sáng thôi. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ mọi người nhỉ. Gần đến nhà khách rồi. Đây là cảnh bên trong nhà của cậu em, đầy đủ thiết bị với phong cách bài trí thật thích mắt và dàn âm thanh quá ok luôn để chơi piano. Và với K700 bên trong sẽ gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, bộ ốp lắp đàn và nguồn. Thiết kế đàn nhìn đẹp quá đúng không các bạn? Tông màu gỗ của đàn càng làm nổi bật thêm màu sắc cho căn nhà. Với quà tặng sẽ là một jack phone và một ghế piano đen cao cấp đem lại cảm giác tuyệt vời khi chơi đàn. Nào, khám phá về chi tiết chức năng thôi. Màn hình OLED display hiển thị rõ ràng các chức năng cho người chơi dễ dàng sử dụng, cảm giác chơi đàn thoải mái với 88 phím được bổ sung cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ. Vượt trội về âm thanh và giai điệu, chi đàn sở hữu đa âm 128 polyphony và 603 tiếng, 230 điệu được cài sẵn và 10 điệu có thể mở rộng thêm. Với 5 bản nhạc demo và đặc biệt số lượng bài hát cài sẵn lên đến 120 bài, đàn trang bị nhiều cổng âm thanh chất lượng cao, cổng kết nối tai nghe để học không làm ồn bên ngoài, kết nối MIDI out, aux in để kết nối với điện thoại, iPad phát nhạc, beat và MP3, kết nối USB to Hot MIDI cho phép truyền hai chiều âm thanh kỹ thuật số audio và MIDI. Nhiều chức năng đa dạng như trên các mẫu piano khác của nhà Codman như metronome đếm nhịp, slip mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng và Chainspo tăng giảm tông. Chính sách bảo hành vô cùng hấp dẫn khi mua K700 tại Minh Phụng Music, đó là bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Chỉ với 18 triệu để sở hữu một em piano điện cao cấp như K700, các bạn sẽ hài lòng cho mẫu piano điện độc lạ mang phong cách châu Âu này. Với mình, đơn giản khi chọn K700 không chỉ vì giá tiền phù hợp mà còn ở cả sự đa dạng về điệu và tiếng mà rất ít mẫu piano điện trong cùng phân khúc có thể đạt được. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này và có bất kỳ câu hỏi nào của anh em dành cho mẫu đàn này hãy để lại comment dưới video, chúng mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Nếu thấy clip này thú vị hãy like, share, subscribe cho kênh của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip hấp dẫn khác.